Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tắt quảng cáo ấy, hoặc là lựa chọn cái quảng cáo hiển thị trên video của bạn ấy, video YouTube nhé. Mình thì kiểu muốn bật ấy, bật hết lên nó kiếm được nhiều tiền, nhưng có một số bạn thì lại muốn tắt nó đi. Tại vì đôi khi ấy thì quảng cáo thì nó gây ra phiền cho cái người xem ấy. Nhưng mà thôi, ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để có thể tắt đi, hoặc là bạn chỉ chọn hiển thị một một vài loại quảng cáo thôi, chứ không hiển thị hết. Đấy thì quảng cáo ở YouTube thì YouTube nó tự đặt nhé, và bạn xem cái gì thì YouTube nó sẽ tự động nó tối ưu, nó đặt cái quảng cáo cho bạn xem. Thế còn nếu như mà trong trường hợp mà bạn chưa có tham gia chương trình kiếm tiền với YouTube ấy, tức là bạn chưa đạt được 1.000 người xem và 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem ấy, thì bạn sẽ không được điều chỉnh cái quảng cáo. Nếu không được điều chỉnh thì YouTube nó sẽ tự đặt. Từ tháng 6 năm ngoái ấy, thì nó bắt đầu nó kiểu YouTube nó kiểu áp dụng cái chính sách là tất cả video thì nó đều được phép đặt quảng cáo, trừ những cái người đối tác như kiểu mình ấy. Đối tác mà tức là bạn đã được bật kiếm tiền rồi thì bạn sẽ có thêm tùy chọn là bạn có thể lựa chọn tắt quảng cáo hoặc là chỉ chọn một hiển thị một số loại quảng cáo thôi. Ok, ví dụ đây là kênh YouTube của mình nhé. Mình sẽ phải đi đến cái studio, mình nhấn vào cái nút này, sau đi vào YouTube Studio nhé. YouTube Studio nghe rất là tiếng Anh. Ok, sau đó các bạn sẽ đi vào phần content nhé, phần nội dung nhé. Trong cái nội dung này ấy, thì bạn có mấy cách. Ví dụ bạn bây giờ bạn đang là được bật kiếm tiền nhé. Kênh của mình đang được bật kiếm tiền. Nếu như là mình muốn tắt hết quảng cáo đi cho cái video này chẳng hạn, thì mình chỉ việc nhấn vào cái chỗ này thôi nhé. Trong vào cái monetization này, mình off nó đi thôi là xong. Thì nếu mà mình thì mình đơn giản thôi, mình nhấn vào off là mình sẽ tắt hết quảng cáo các thứ. Ok, ví dụ mình sẽ để on đi nhé, cancel đi nhé. Còn bạn muốn tùy chỉnh các cái quảng cáo ấy, hoặc là chọn cái nào bật cái nào ấy, thì bạn sẽ nhấn vào cái bút này nhé, detail nhé. Nhấn vào cái bút này, sau đó bạn chọn tiếp vào phần kiếm tiền hoặc là monetization. Ok, ở trong cái này ấy, thì nó sẽ hiển thị cho các bạn này, đây là loại quảng cáo nhé, các loại quảng cáo. Thì bây giờ bạn sẽ có mấy cái loại quảng cáo mà bạn có thể tùy chọn được. Ví dụ ở đây nó có 5 cái loại hình quảng cáo nhé. 5 loại hình quảng cáo này thì các bạn sẽ xem, ví dụ ở đây sơ bộ là người ta nhìn hình ảnh cho bạn biết này. Display ad là nó khi mà video của bạn play ấy, thì nó sẽ hiển thị ở bên tay phải ấy, cái video của bạn. Overlay là nó sẽ hiển thị ở trên video của bạn nhưng nó ở bên phần dưới ấy, ở dưới cái đoạn này này, đây đoạn đầu đây này. Đấy là overlay. Hoặc là sponsor card này, nó ở bên phải này, cũng bên phải cái video của bạn ấy, chứ không phải là ra ngoài video nhé. Ngoài ra là skippable. Skippable là kiểu có thể bỏ qua, sau khi bạn xem quảng cáo khoảng 5 giây gì đấy bạn có thể bỏ qua thì gọi là skippable. Còn non skippable nhé, cái này là cái quảng cáo mà kiểu không bỏ qua được, bạn buộc phải xem hết thì bắt đầu YouTube nó mới bắt đầu play ấy. Thì đây là mấy cái loại video quảng cáo. Tức là mấy cái loại quảng cáo thì bạn có thể tùy chọn. Ví dụ bây giờ mình bỏ cái overlay đi này, bỏ cái sponsor card này, bỏ cái non skippable này, bỏ cái skippable luôn. Tức là mình bỏ hết được 4 cái này, nhưng còn riêng cái này là mình không bỏ được nhé. Cái display ad này mình không bỏ được. Đó, thì tùy vào cái loại nội dung của bạn ấy thì các bạn có thể chọn bỏ hay không. Ví dụ mình thì thông thường mình cứ chọn hết, tại vì video của mình thì là cái nội dung giáo dục bình thường thôi. Nhưng mà có một số bạn, ví dụ bạn là video nhạc chẳng hạn ấy, video nhạc thì bạn nên chọn cái loại, hai loại này, loại skippable và non skippable và cái loại overlay. Đấy thì nó sẽ hiển thị ở đầu và cuối video ấy, ở đầu video này, before này, before video hoặc during video này. Cái này, nhưng mà cái này thì nó chỉ áp dụng với video là trên 8 phút thôi. Từ 8 phút trở lên thì bạn mới có thể được chọn chọn thêm cái này. Thế còn bình thường, video bình thường bạn chọn mấy cái này thôi. Sau khi bạn chọn xong rồi thì bạn nhấn nút này, save này. Đó, save. Thế là xong. Thế là video của bạn đã được kiểu thay đổi cái hiển thị quảng cáo hoặc tắt quảng cáo. Rất là đơn giản thôi. Đấy là cách làm nào để tắt quảng cáo ở trên YouTube hoặc tùy chỉnh quảng cáo ở video YouTube của bạn. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Còn nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.